Hello, xin chào các anh em, chào mừng mọi người đến video của mình. Ngày hôm nay chúng ta tạm thời không nói về những mùi hương mùa hè. Chúng ta sẽ tạm thời không chia sẻ những quan điểm cá nhân để đánh giá một sản phẩm nào đó. Mà ngày hôm nay thì mình muốn chia sẻ với các anh em những cái mùi hương hoặc những cái nhà nước hoa mà mình rất là muốn chúng quay trở lại như lúc ban đầu, giống như kiểu như chưa hề có cuộc chia ly. Bởi vì các anh em được biết bây giờ là cái ngành công nghiệp lượng hoa nó rất là phát triển, và đôi khi những cái nhà nước hoa họ cũng sang tên đổi chủ hoặc là họ thay đổi với cái sản phẩm nó quá mức so với cái lúc ban đầu, cho nên là đôi khi mình ngửi vào mình không nhận ra được đây là cái mùi hương mình đã từng rất là đam mê, mình rất là thích thú. Và cái video này của mình hôm nay thì mình sẽ nói chung là cũng hơi mang tính cá nhân một chút, những cái top, những cái mùi hương mà mình rất là muốn chúng giống như kiểu coming back. Ok, let's go. Đầu tiên chúng ta sẽ nói đến một nhà nước hoa mà có một cái lịch sử khá là lâu đời ở Pháp, chắc chắn rồi, đó là Creed. Như các anh em đều biết là đầu năm vừa rồi thì Creed, công ty Creed đã bán lại sang cho một công ty khác, và họ bây giờ chỉ còn đơn thuần là về pha chế chứ không còn nắm quyền điều hành nữa. Thì đôi khi những sự thay đổi về thượng tầng nó có thể rất là tốt, nhưng nó cũng có thể rất là xấu, và chúng ta không thể biết được tới đây tương lai của họ sẽ là như thế nào. Mình không biết là Creed Aventus hoặc là Creed Himalaya hoặc Creed Silver Mountain Water họ có thay đổi gì về mùi hương hoặc họ reform một cách quá mức cần thiết hay không. Mình rất là hy vọng là Creed sẽ vẫn giữ nguyên được cái tinh thần và cái phong cách làm mùi của họ. Tất nhiên mình thì mình không phải là một fan quá là cuồng đối với các sản phẩm của nhà Creed, nhưng cùng với Colin và một số nhà nước hoa khác thì mình rất là ngưỡng mộ về cái lịch sử lâu đời của họ, và mình rất là muốn họ vẫn giữ được những cái kim chỉ nam như lúc ban đầu. Chứ về thay đổi thượng tầng thì thực sự là không ai biết, nó có thể là tốt hoặc nó có thể rất là tệ. Đó, nhà nước hoa Creed. Tiếp theo nữa đó là một nhà nước hoa mà mình rất là thích từ thuở lúc ban đầu mình mới chơi, và mình luôn đánh giá mùi hương của họ là độc, sang trọng và nam tính và không đụng hàng lúc ban đầu, từ thuở ban đầu. Đó là Hugo Boss. Mình thực tế là lúc bắt đầu mình mới chơi nước hoa, mình rất là thích nhà Hugo Boss bởi vì cái tính sang trọng, tính manly, và mùi hương thì rất là nhẹ nhàng, hợp với gu của người Việt và không đụng hàng với bất kỳ một sản phẩm nào. Mình ở đây thì mình có ví dụ như Hugo Boss for Men, Hugo Boss Just Different, Hugo Boss in White, Motion, vân vân, rất một số trang nước hoa khác của nhà Hugo Boss. Thế nhưng mà vài năm trở về đây thì mình thấy họ, cái sản phẩm của họ bắt đầu là họ không còn, mình cảm giác như họ không còn chú trọng vào phân khúc nước hoa nữa, cho nên là những cái mùi hương của họ nó rất là nhạt nhòa mà nó không có một cái điểm nhấn. Và đấy là cái điều mình cảm thấy khá là đáng tiếc, bởi vì như mình đã nói, mùi hương Hugo Boss nó rất là nam tính, nó rất là sang trọng, giống như cái tên của thương hiệu Hugo Boss. Và cái nữa là giá thành lại không phải là quá đắt đỏ. Thế nhưng đến hiện tại bây giờ thì như mình đánh giá là đã bắt đầu là không còn quá là chuyên tâm về phân khúc nước hoa này, cho nên những cái sản phẩm của họ gần đây mình ngửi mình cảm thấy rất là buồn. Ok, do đó nhà nước hoa Hugo Boss mình cũng rất là mong họ quay trở lại với lúc ban đầu, lấy lại phong độ đó. Tiếp theo nữa đó là Valentino Uomo. Như mình đã nói, đây là một cái sản phẩm mang đặc trưng của đàn ông Ý. Nó không cần phải quá mạnh mẽ, nó không cần phải quá là ào ạt để tỏ ra mùi hương giống như những cái mùi hương gỗ trầm mang đặc trưng của Trung Đông, mà đây nó giống như một mùi hương của ly cà phê cappuccino, ngọt ngào và nhẹ nhàng, lãng mạn, tỏa ra từ từ đấy, Hà Nội không bộ đâu, kiểu như thế, nhưng nó rất là thu hút. Và như mình đã nói ở một video trước, Valentino Uomo nó đã ngừng sản xuất. Tất nhiên hiện tại mình nghĩ khoảng 1 đến 2 năm, mình nghĩ khoảng như thế, thì những cái mall, những cái store họ vẫn sẽ kịp nhập hàng những cái lô mà đã sản xuất rồi. Thế nhưng về lâu về dài thì Valentino Uomo và Valentino Uomo Intense sẽ không còn hiện diện trên thị trường nước hoa nữa. Và đấy là một điều mình khá là đáng tiếc, bởi vì những cái dân chơi nước hoa họ đều đánh giá rất là cao chai nước hoa Valentino Uomo. Còn Uomo Intense thì nghĩa là tùy theo từng gu, từng người, nhưng Valentino Uomo thì rất là ok. Đó. Nữa đó là Bvlgari Aqva Amara. Đây là chai nước hoa hiếm hoi trong dòng nước hoa mùa hè của nhà Bvlgari, mình đánh giá rất là cao bởi vì bám mùi rất là lâu, mùi hương rất là nồng nàn và mang đặc trưng mùi hương mùa hè trong một cái phong cách rất là sport. Ok, bạn mặc một cái quần hoa hòe, hoa sói, có thể là hoa hồng, có thể là hoa gì đó chẳng hạn, vàng cam rất là nổi trội, và chúng ta cởi trần mà phóng trên bãi biển và xịt mùi hương của Aqva Amara thì rất là đúng, rất là hợp một cái phong cách năng động, trẻ trung, đầy sức sống của mùa hè. Nhưng mà rất tiếc là hiện nay nó đã bị discontinue, ngừng sản xuất. Mình rất là không hiểu tại sao những cái mùi hương mà mang có nghĩa là được mọi người đánh giá rất là cao thì các nhà nước hoa họ lại gạt phát nó đi một cách phũ phàng, trong khi họ vẫn duy trì những cái mùi hương nó không phải là tệ, nó cũng không phải là tốt, nhưng họ vẫn duy trì sản xuất. Còn những cái mùi hương mà mình nghĩ là nó sẽ có thể mang lại doanh thu cao thì họ lại cho bay màu một cách phũ phàng. Bvlgari Aqva Amara là một trong những chai nước hoa như thế. Tiếp theo nữa đó là Paris Food Like Vanilla Absolute. Đây là một trong, mình đánh giá là một trong những top best vanilla của nước hoa. Đây là một chai nước hoa có thể đương đầu với tất cả những chai nước hoa niche, tất cả những chai nước hoa indie, mặc dù nó đã được đến từ một nhà nước hoa không phải là quá là nổi tiếng Perry Ellis, với một mức giá trước khi bị discontinue rất là mềm mại. Thế nhưng với mùi hương vani và kết hợp cùng với uy, nó có thể đương đầu với tất cả những chai nước hoa vani đang hiện tại đang có trên thị trường nước hoa. Đấy là điều điều mình dám khẳng định, bởi vì mình đã mang chai nước hoa đi giao lưu với tất cả các anh em từ mới chơi nước hoa lâu năm, hoặc là các anh em mà chỉ có chơi về niche và không một ai có thể chê được mùi hương của chai nước hoa này. Do đó một điều rất là đáng tiếc là nó lại ngừng, Perry Ellis đã ngừng sản xuất chai nước hoa này, rất là đáng tiếc. Hiện nay mình đang tìm liệu có thể back up, dự phòng thêm một chai nước hoa này nữa không, mà mình không sure là mình có thể kiếm được. Nhưng nếu có thể mình sẽ chắc chắn mình sẽ phải kiếm thêm chai nước hoa này, bởi vì mùi hương của nó như mình đã nói không gì có thể so sánh được. Perry Ellis Black Vanilla Absolute. Nữa đó là Lanvin Avant Garde. Đây là chai nước hoa trước khi bị discontinue giá của nó rất là rẻ, nhưng cái hiệu năng mùi hương của nó mang lại thì phải gọi là bá đạo. Ở đây mình đánh giá rất là ngưỡng mộ, phải gọi là mình dùng từ ngưỡng mộ cái cách làm mùi của họ. Nó không phải là mới mẻ, thế nhưng khi mà chúng ta ngửi chúng ta sẽ cảm thấy nó rất là thích thú và không thể đánh giá tầm thường một cái sản phẩm mà có mức giá mà trước khi bị discontinue. Nó luôn luôn theo như mình được biết là nó nằm trong top best cheap fragrance, đó những chai nước hoa giá rẻ nhưng chất lượng cao. Và rất là tiếc đến hiện tại bây giờ thì tìm được chai nước hoa này rất là khó, rất là đáng buồn. Đó Lanvin Avant Garde. Và cuối cùng là hai sản phẩm mà đến hiện tại bây giờ thì hàng năm thì vẫn đều đặn ra mùi hương, thế nhưng nó đã không còn được như lúc ban đầu, như lúc mới ra mắt sản phẩm trên thị trường, mà bây giờ nó giống như kiểu một cái bức tranh nhạt nhòa. Có thể đối với những các anh em nào mà sử dụng nước hoa thì vẫn có thể bình thường, cái đấy mình dám khẳng định vẫn có thể sử dụng bình thường. Thế nhưng đối với những người chơi nước hoa thì nó không còn là cái bức tranh như lúc ban đầu nữa, mà nó giống như kiểu là bị sau khoảng thời gian mưa dông bão táp nắng gió, đúng không, nó đã bay màu đi và không thể có thể cover lại được, không thể phục hồi lại được. Mà đây đó là Jampon Goytel Lamar và de Lone. Hai chai nước hoa này vẫn đều đặn ra mắt sản phẩm và thị trường, thế nhưng mình rất là tiếc đến hiện tại bây giờ thì mùi hương của nó không còn được như lúc ban đầu, ít nhất là đối với mình, bởi vì mình có phiên bản cũng khá là sâu rồi, 2012 theo như mình nhớ là thế, à không phải 2014, và Lanvin de Lone thì mình có 2011 và 2015. Thì ít nhất là mình có những cảm quan mùi nó chính xác hơn một chút xíu so với các anh em khác mà không có những phiên bản cũ. Mà mình cảm thấy ngửi những cái bản hiện tại bây giờ nó rất, nói chung là nó vẫn là thơm, thế nhưng nó không còn là Lanvin de Lone và Lamar như mình vẫn biết nữa. Đấy là điều mình chắc chắn là có. Thì chia sẻ ở đây thì mình rất là muốn những cái sản phẩm này nếu như có thể hãy quay trở lại thị trường nước hoa, bởi vì nó rất là đẹp, tất cả đều là những thiên thần trong thế giới mùi hương. Và mình rất hy vọng những sản phẩm này có thể quay trở lại để có thể là mọi người cùng tận hưởng. Đó Thì bên trong mình vừa chia sẻ với anh em những cái mùi hương mà muốn coming back, đúng không? Nhưng chưa hề có cuộc chia ly. Rất hy vọng các anh em cảm thấy thích video này, hãy like và share. Nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị, đừng quên subscribe kênh của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại.